Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2024, giá cà phê trong nước giảm mạnh. Theo các chuyên gia, nguồn cung cà phê trên thị trường Ice phục hồi đã đè nặng lên giá cả sau khi tồn kho cà phê Arabica do Ice giám sát tăng lên mức cao nhất một năm và tồn kho cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong năm tháng qua. Do đó, cà phê Arabica đã giảm mạnh trong thời gian qua trong bối cảnh các chỉ số hàng hóa tái cân bằng. Các nguồn quỹ tiếp tục thanh lý vị thế mua trước nguồn tin dự báo sẽ có mưa ở Brazil vào tuần tới cũng như khi họ thấy lượng tồn kho tăng lên. Đối với loại cà phê Robusta, những nhà kinh doanh cho biết giá sẽ phải tăng hơn nữa để thu hút nông dân ở nước sản xuất hàng đầu Việt Nam bán ra với số lượng thường xuyên. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, nếu những nguồn quỹ duy trì tiến độ thanh lý vị thế mua, tức là phải bán ra để thanh lý các lót đã mua thì thị trường lăng đơn có nguy cơ giảm và về mốc khoảng 3.650 đô la tấn. Về mặt kỹ thuật, thị trường Arabica có vẻ ổn định hơn bởi không ảnh hưởng những đợt tăng nóng như đối với thị trường London vừa qua. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 24 phút ngày mùng 3 tháng 5 năm 2024 như sau: Giá cà phê trong nước đảo chiều giảm mạnh, mức giảm đáng kể so với phiên giao dịch trước, khoảng 2.500 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 130.600 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 130.700 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 130.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 130.700 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 130.000 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 3 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 130.400 đồng mỗi kg. Còn tại huyện IAH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 130.500 đồng kg. Giá tiêu duy trì giao dịch ổn định ngày mùng 3 tháng 5, cao nhất 98.500 đồng kg. Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay đi ngang tại nhiều địa phương, Cụ thể, thương lái tại tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá thấp nhất là 97.500 đồng kg, cao hơn ở mức 98.000 đồng kg là giá hồ tiêu được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các tỉnh Đắk Lắc và Bình Phước đang cùng neo ở mức cao nhất là 98.500 đồng kg. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết, Pakistan là thị trường có nhu cầu nhập khẩu cao với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam từ hàng nông sản truyền thống đến các mặt hàng tiêu dùng. Trong tháng 2 năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 26 triệu đô la giảm 28,4 so với tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 62,4 triệu đô la giảm 5,8 so với cùng kỳ năm trước. Chiều ngược lại, tháng 2 năm 2024, nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 33 triệu đô la giảm 33,4 so với tháng trước. 2 tháng 5 2024, nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 82,5 triệu đô la tăng 185 so với cùng kỳ năm trước.